Cái cây hạt dẻ này to quá chừng luôn nè mọi người. Đây. Một ngày ở nhà làm nội trợ của cô dâu Việt lấy chồng Anh Quốc thì như thế nào hả cô chú anh chị? Mời cô chú anh chị cùng vào bếp với Kim. Hôm nay Kim sẽ chia sẻ thói quen dọn dẹp nhà bếp của mình hả cô chú anh chị. Và Kim sẽ nấu món Việt Nam cho chồng và Chi Chi ăn nữa. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Chị Chi buổi sáng dậy sẽ chuẩn bị đi học nè cô chú anh chị. Tối qua em Chi ngủ không được á cô chú. Em Chi nằm mơ rồi khóc rồi thức dậy hai lần đi qua phòng của mẹ. Rồi Chi bị chảy máu mũi nữa cô chú anh chị. Kim không hiểu sao Chi nó hay bị chảy máu mũi, chảy máu cam buổi ban đêm á cô chú anh chị. Hello Chi Chi. Xin chào con bà con chú. Nói lớn hơn. Xin chào con bà con chú. Giỏi quá. Chi sáng nay lại ăn giống nhau nữa nè cô chú ơi. Chi nó cứ thích ăn cái bánh mì này không à. Chuối cam, da ua. Da ua cái này là có cái này giống như là ngũ cốc hay cô chú anh chị. Ly sữa. Ăn nhanh đi con. Chi thật ra nó không có ăn hết cái phần này hả cô chú anh chị, cũng hơi nhiều á. Một trái chuối, một trái quýt với lại bánh mì da ua nữa, một ly sữa nữa cô chú anh chị. Thì Chi nó uống hết một ly sữa, ăn hết da ua, một chút bánh mì, chưa được nửa trái chuối nữa cô chú anh chị. Kim cắt nửa trái chuối ra mình ăn chưa hết nữa ha. Bye Chi. Buổi sáng uống một ly nước ấm cùng với mấy lát chanh cho thanh lọc cơ thể hả cô chú anh chị. Thật ra là Kim pha cái bình này để uống cả ngày luôn đó mọi người. Cái lò nướng này phải hơn cả tháng rồi Kim bây giờ mới lau chùi nè cô chú anh chị. Cái vỉ mà Kim để dưới lót giấy bạc đó là để Kim hứng dầu mỡ cho nó không có dơ cái mặt dưới của cái lò nướng ha mọi người. Kim xịt cái nước tẩy rửa này lên nè, xong rồi để một chút cho cái vết ố đó nó mềm ra cho dễ chùi ha cô chú anh chị. Rồi mình đi dọn dẹp mình làm cái việc khác. Hôm nay Kim sẽ vệ sinh luôn cái máy hút khói hả cô chú anh chị. Cái máy này để lâu ngày nó cũng đóng dầu mỡ ở trong đây nè, cũng rất là khó chùi, cho nên là mình cũng nên thường xuyên dọn dẹp, lâu lắm là khoảng 1 tháng đó cô chú anh chị. Nếu mà ai nấu ăn nhiều là sẽ dọn thường xuyên hơn ha. Thank you.
Chị có tin là Kim dọn cái bếp này hồi chưa tới giờ 3 tiếng hơn rồi đó mọi người. Đau lưng quá trời đau lưng luôn. Cái này là phải hơn 1 tháng mới dọn một lần, chứ mà mỗi tuần dọn không nổi cô chú anh chị. Mệt quá. Vẫn chưa có xong đó mọi người. Còn xếp đồ nấu cơm tối nữa cô chú anh chị. Dạ, Kim đi đón chị Chi hả cô chú anh chị. Ba Chi hôm nay bận làm việc mọi người. Ba Chi bận làm việc hả cô chú anh chị. Kim đi bộ nè, hôm nay lá vàng quá chừng luôn nè. Lá đổi màu vàng rụng hết trơn rồi nè mọi người. Ở bên này cũng có nhiều loại cây hả cô chú anh chị, có nhiều loại. Cái cây thì nó rụng sớm giống như cái cây này nè. Nó đã rụng thưa rồi nè. Cái cây bên đây thì bây giờ vàng cũng bắt đầu rụng. Có một số loại cây thì vẫn còn xanh hả cô chú anh chị. Cái dây leo này bữa nay nó cũng đổi màu, nó đỏ này nè cô chú anh chị. Cái này trồng dây leo á, mùa thu đẹp lắm. Hôm nay cũng được 17-18 độ ha mọi người. Cũng nói chung là cũng không phải là lạnh mà cũng không phải là nóng nữa, rất là mát mẻ luôn. Đi ra mặc một cái áo khoác mỏng thì nó sẽ rất là mát mẻ luôn cô chú anh chị. Cái muốn đi bộ nè, thích thở không khí trong lành. Đi dạo luôn, tập thể dục ha cô chú anh chị. Một chút đến đón Chi, chắc là Chi sẽ muốn đi xe bus, tại Chi rất là xa. Chi mà đi bộ chắc cả tiếng mới tới nhà đó mọi người. Đi học cả ngày mệt rồi, mà đi bộ nữa là Chi đi không nổi. Chứ đi về sớm rồi lo ăn uống tắm rửa rồi học bài nữa cô chú. Rồi, ba con sóc luôn cô chú. Sóc này rất là nhanh cô chú anh chị, con sóc xám này nè, bên đây nhiều lắm mọi người. Ở bên đây bên Anh á, người ta bảo tồn sóc đỏ ha cô chú anh chị. Có nhiều cái khu rừng á là người ta làm riêng rào lại cho những con sóc đỏ nó sống cô chú anh chị. Tại vì sóc đỏ giống như là nó bây giờ rất là quý hiếm ha mọi người. Còn sóc xám này nè rất là nhiều luôn. Em chi đi nhẹ. Mấy con sóc này nhanh dữ lắm, nhanh luôn. Tiêu rồi hả? Đây còn một cây, một con nó trốn ngay cây này Chi nè. Cái cây đó nó trốn Chi kìa. Nó chạy nhanh quá hả con? Chạy nhanh quá hả? Ừ, Chi đâu bắt được nó đâu. Hồi nãy giờ Chi giết hai mấy con, Chi có đếm không? Mấy con? Ba con hả? Giỏi dữ vậy trời. Ba con gì? Con sóc. Con sóc đúng rồi, giỏi. Ba con sóc. Ừ. Hạt dẻ nữa cô chú anh chị.
Cái cây hạt dẻ này to quá chừng luôn nè mọi người. Đây, nó rụng đầy đất luôn á cô chú anh chị, nhưng mà cái hạt dẻ này nó lép không à mọi người. Ở đây ở chỗ kia nó không có ai lượm hạt dẻ hết trơn á cô chú anh chị. Người Tây người ta không có lượm, người ta để cho sóc nó ăn á mọi người, để cho sóc nó đem về tổ nó chuẩn bị mùa đông nè, sẽ chuẩn bị nó lưu giữ thức ăn cho nó. Đây nè, toàn những cái hạt lép không à cô chú. Ở dưới Kim không bao giờ mà Kim thấy có cái hạt dẻ nào mà to hết á. Đây nè, gai nhiều lắm. Hả? Con sóc nữa hả? Thôi, nay sóc nhiều lắm, sóc là nó lượm hạt dẻ chi. Chạy lên bắt con sóc đi. Quá trời luôn nè. Chị Chi nó đi kiếm sóc nữa rồi cô chú ơi. Chị đi nhanh nó chứ không đợi mẹ luôn hả? Hả? Không đợi mẹ hả? Cái hoa nhà này vẫn còn hoa này hả chị ha? Hoa này nở lâu ghê luôn á. Tới nhà rồi cô chú ơi. Bữa nay Kim có con gà nè cô chú anh chị, gà này người ta ăn bắp ha mọi người. Gà cho ăn bắp nè. Con gà này thì có luôn 1 kg 285 gram, là gần 8 đồng hả cô chú anh chị, là khoảng 220-230 gì đó. Thank you.
Đó xong rồi xin mời cô chú anh chị nha. Cái dĩa này của Tony hả cô chú anh chị, này ức gà. Tony là không có ăn cái gì có da có xương hả cô chú anh chị. Còn cái này có Kim nè, có đùi với má đùi. Củ chi một phần cũng giống như Kim luôn. Có rau đây. Xin mời cô chú anh chị nha. Everybody. She just needs a fork. How are you today then? I'm tired today. Tonight. Yeah. Yeah. Worked a lot today. Oh, I'm very sleepy.